ơi, bà Mai à, tôi ra đây. Ôi bà, sáng thấy con bé có ít cốm đầu nia, biết bà thích, tôi mua cho bà. Tôi xin, mà hết bao tiền tôi gửi. Thôi, gớm bà mua tôi bao lần rồi. Cảm ơn bà, bà vào dây nữa. Thôi, tôi phải mang đồ ăn về cho ông Bảo. Bà đã liên lạc được với ông Tùng chưa? Chưa bà. Tôi vừa biết chuyện nhà ông ấy, nếu đúng như thế thật thì tội cho ông ấy quá bà. Ông Tùng làm sao hả bà? Lúc đi chợ, tôi vô tình biết chuyện. Cá này to nhở? Vâng. Cho em một khúc đi. Không. Khúc này nhá. Khúc nào? Khúc này từ bao giờ đến giờ rồi lại khúc này. Lấy cái con to to này này. Cho em một khúc ở gần bụng đấy nhá. Đừng lấy cái chỗ bụng, bụng nhiều ruột lắm. Với cả cho em một cái đầu. Sao này bắt tôi cắt như thế thì tôi còn bán cho ai hả cô? Ai người ta ăn phần nào thì bán phần đấy, làm sao đấy? Mà mọi lần ông Tùng nhà cô mua ấy, có bắt tôi phải cắt như thế này đâu. Ông Tùng mua khác, em mua khác. Mà từ bây giờ á, cũng còn lâu chị mới bán được cho ông bồ em. Sao thế? Biến đi chỗ khác rồi. Dạ em nghe ạ. Tôi check mail chưa thấy gửi báo cáo đánh giá thị trường. Tôi cần thông tin gấp, cô gửi ngay đi. Em xin lỗi anh ạ, đêm qua em mới làm xong. Sáng nay em lu bu nhiều việc quá, em quên chưa gửi cho anh ạ. Bây giờ em vào máy em mở em gửi cho anh luôn đi ạ. Dạ em chào anh ạ. Phong ơi, con ăn đi xong mẹ đưa đến trường nhá. Vâng ạ. Ăn đi. Ăn đi. Em có cần anh giúp gì không? Không anh ạ, không cần đâu ạ. Này, nãy có anh nào gọi sớm thế? Mẹ ơi, chị Xoài đi đâu hả mẹ? Lúc con đến chả thấy tiếng tăm đâu rồi. Mắc màn, ngủ trong toilet dưới nhà rồi. Chị bị làm sao ạ? Chả có bị làm sao cả. Lười, trốn việc nên nấp ở dưới đó thôi. Chắc là chị bị làm sao thôi. Chứ bình thường chị có tính lười nhác như thế đâu. Để con xuống xem thế nào. Ừ. Ôi. Ôi giời. Đây bị Tào Tháo đuổi. Cắm chốt trong nhà vệ sinh. Nhục quá. Đấy có sao không? Cũng bị. Nhưng chạy có 2 lần thôi. Giờ hết rồi. Ôi thế thì may rồi. Chứ đang đi khách mà lại ấy phát thì có mà. Thôi đặc,